Mình sẽ là làm là video hướng dẫn các bạn tô mò những bức tranh mà các bạn yêu thích. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin một lần like để đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô mò nha các bạn. Bia, nói chung là bia lon lon bé bé như Hà Nội đấy, nó nặng, nói chung là bia chai nhẹ nhất. Bia chai nhưng mà lấy người nhỏ. Ừ, nhiều mà. Nhưng mà ta đế biết bóc nhé. Kẻ mà răng thì mạnh được, quẩy răng. Yêu em. Mẹ tao uống bia, ông về mẹ tao tất chửi. Rồi. Tao uống bia ông về mẹ tao tất chửi. Ngủ kìm. Đây, bọn này bố mẹ cháu chửi nhiều. Bọn mẹ đồn. Bọn mẹ vẫn uống khỏe mấy luôn. Đã thô rồi cứ gãi gãi gãi. Chán cái gì? Ai gãi gãi cái gì? Ông bia. Gãi gãi cái gì? Gãi ông bia. Ông bia tao cả nào rồi? Cả bọn. Rồi. Cả bọn. Tôi nói cái ai tao cả. Xong xe, mè quá mình nói ít, nói nhiều xong thêm 3 này mình phải nhờ xong, xong cả lũ mà. Đây là thằng Hiếu Đồng mới nhiều nhất. Vậy là mình đây tôm vào xong các bạn. Mè nói nhiều quá, chụp rồi mà. Nói nhiều đúng người này. Chết, chết luôn. Chả chết khổ. Nhưng mà thì cũng... Nhưng mà đội bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tôm vào nha các bạn nhé. Đội mình cũng khỏe đúng không? Đây. Đội mình cũng khỏe ấy luôn. Khỏe rồi. Mẹ không có bọn chung lập, có bọn chung lập thì mẹ hết hết thầu. Hết sải. Có cả thằng Trần Sĩ nữa thì. Mẹ Trần Sĩ nó chụp tết. Lèm bèm luôn. Nhưng mà thấy có thấy thế nào bảo ừ, Trần Sĩ về. Về đéo đâu. Tao anh em nhà nó còn đéo biết. Chứ nó về nó bảo cho mày. Thì bà bảo, bà nó bảo bà tao, không bà nó bảo cho tao. Mà chưa về đâu, một năm cơ mà. Phải thấy đến tầm tháng 11, tháng 9, tháng 10 thì nó mới về. Cho nó học lại một năm mà. Nó học lại? Ừ, cho nó học lại với bọn 2K7. Trồm đi. Thì chả chục. Thế nó không học thì kiểu gì chả phải học lại. Nó phải học hết cấp 3 chứ. Giờ học lớp 12 rồi xong lại... Tức là bảo là nó trùng á, trùng. Ừ, bây giờ học lớp 12 lại bỏ điền. Có một năm nữa để cố nốt hết lớp 12 đi. Nhưng mà học lại xong nó khó hơn. Xong phải thi nhiều hơn. Mình giờ thi có 3 môn xong năm. Sau thời bọn thằng Trường Xế thì thi 4 môn. Năm môn. Chơi quen. Nhưng nếu mà bỏ thì phí đó. Lớp 12 ba mười bảy. Thó địch mẹ mè. Riêng mà hôm 11 rồi ăn nhà mẹ mà mẹ cứ lèm bèm ấy. Cả lũ chúc. Chứ nào người ta phải chết. Cái bánh ăn ba mười bảy bánh rồi. Cả lũ chúc. Nó chỉ cái đấy. Thú ý rồi. Thôi làm đèo nó về. Thú ý nhiều đâu. Thôi sao ta bảo lập nó đèo cho. Bước nè. Mày bài. Mày vẫn nhẹ. Thế thì nói ý thôi biết chưa. Mày thú ý rồi. Mày nó còn đéo cho. Nó thì mẹ đất nhà mình. Đéo ai nó đéo cho. Phải đất nhà nó thì nó mới đéo cho được chứ. Nó sợ nó nổ nên nó chỉ. Đó là cái hôm nay uống rượu thôi. Uống rượu. Giờ đây cho rượu chả muốn. Giờ uống rượu cân tất đúng không? Hay là uống bia cân tất đúng không? Rồi. Để anh em còn chút. Đó lắm. Đấy. Đó chịu. Tôi chả là. Chụp một đáy ở mâm ngoài như thế thôi. Tốt nhất là lèm bèm ít thôi.
tô màu xong. Nếu bạn thấy hay, các bạn xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ là làm là video hướng dẫn các bạn tô mò những bức tranh mà các bạn yêu thích. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin một lần like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô mò nha các bạn. Hôm đấy cho thêm anh Hiếu vào nữa nha. Rồi. Hôm đấy xong gọi bảo mẹ nhôi mà anh Hiếu về. Chút nhiều quá chết ơi. Anh Hiếu chút chết ơi. Anh Hiếu cân tất mà. Nhìn anh Hiếu vẫn tỉnh mà. Anh Hiếu vẫn còn đi chút đi. Nhìn em vẫn còn đi chút nữa đấy. Hiểu nào rồi đấy. Khỏe vẫn đi chút được tiêm. Đấy. Nhưng mà anh Hiếu uống là cái lèm ba lèm bẹt. Nói nhiều thạc, vô biểu, xịn, nói nhiều lâu. Thì hôm qua thằng em mấm nó bắt tao chúc là nhiều, xong bắt lại bắt chúc gia chủ nữa. Đấy, tao chúc gia chủ vai, nhâm môi rồi, thế thôi, anh nhâm cha no rồi, chúc thế thôi. Chúc lấy tình cảm rồi. Vậy là mình đã đi tô mò xong các bạn à? Điểm ba, điểm ba, điểm bẹp. Có mấy giá cá. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô mò nhé. Xong cái nơi ở đây vứt vừa thôi. Rồi yeah. Vứt cho còn kêu vứt rời. Nhiều đó không tu em... Ngoài kia đầy đi. Mất tiền tẩy xong ngoài kia. Cứ bảo chiều Mỹ. Nghỉ đi. Cái ngày thật nghỉ. Nghỉ. Giờ ta cắt tóc lên đi. Tôi biết 6 giờ tôi tờ hỏi kê đai. Thế mẹ con bố mình đi lựa qua là chả thích mà gì. Thôi chiều nghỉ vậy. Thôi đéo nghỉ. Một mình nghe 2 ly. Chiều nữa thì chả là thế. Làm cả ngày thật mẹ phải gần 2 lít tự. Ừ, đứa biết tính mà kì kì. Chứ về cái thì 2 gần 2 lít. Gần 2 lít mình gần 2 lít. Được 3. Tôi gặp mẹ 2 phút thì sao nha. Ôi, quên, ở đâu quay được mở tay rồi. Cái này quá. Mặt mình trục giả. Không trả cho kiểu có cái gì.
chưa nó về tay nghe không, nhưng mà không mang tiền mặt xong nó phát mạng như chuyển khoản. Được. Không mang tiền mặt nó phát mạng như chuyển khoản. Dạ bảo không đâu. Vậy là mình đã tô màu xong, nếu bạn thấy hay cho mình xin một like đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.